nào nó đến tuổi dậy thì nó lại vỡ ra. Ôi, đẹp ngay mà. Còn trẻ nhéo còn trắng. Này nhưng mà này, hồi bé đứa nào nó cũng ra nắng thì nó xấu, nhưng mà nào đến dậy thì như cậu nó giờ trẻ đẹp trai trắng trẻo. Chẳng cậu trông cái đẹp trai cực kỳ. Chị nhìn chưa? Rồi. Thôi mà buồn năm nữa. Xui vật cấy à, bác nhìn tí. Mấy tháng mới ngồi được cái xe vào trò chơi xe ấy chân nhỉ? Cái đấy nó phải tập đi cơ. À phải tập đi à? Đi ra bây giờ nó biết đẩy chân lên này thì biết ra ngồi. À. Cái xe tròn tròn đấy. Rồi. Ở đây đấy. Đi được. Thế phải mấy tháng? Thế tớ năm phải tầm mông đứa con đứa nào cứ nhanh nó đứa con đứa nó 9 tháng nó vào gió nó đi được rồi. Ờ 9 tháng à? Đứa nó cứng. Từng đứa. Đứa nào chậm thì à thế là 9 tháng à? Thế đợt đấy không biết em mấy tháng em đã cho đi rồi nhỉ? Không nhớ nữa. Để cái đấy nó phải vị đứng nghiêng nghiêng ấy thì bắt đầu cho vào đấy ngồi. À, chứ không phải là lúc nào cũng cho ngồi được đúng không? Cho ngồi nó hỏng chân nó. Gù lưng ấy. À, gù lưng ấy, đúng rồi đấy. Cái này chỉ mua xe ngửa ngơi ngửa thôi. À, thì bác sĩ chả bảo là cái gì nhỉ? Phải đúng tuổi là mới được cho nó làm những cái đấy, chứ không cứ thực hiện sớm quá nó hỏng chân nó. Để thế tao quen mày cứ bắt bỏ ra vào đấy à? Vậy mẹ đặt thao hồ nằm xem điện thoại. bác toàn bốc phốt em này. Chứ làm gì nữa? Nằm suốt đéo. Cái nằm mà xem điện thoại. Bác có bị khẩu trang thì làm sao nó nhìn thấy bác nói chuyện được? Đấy, nó nói chuyện đấy nhỉ? Các bác bỏ khẩu trang ra. Chuyện đấy không trả lời nhỉ? Con xuống ngoài. Không. Em còn thừa sữa sáng ngày cái ông đến sáng ngày à? Sáng ngày ông đến lấy sữa đấy. Bây giờ vẫn còn lấy được số nữa. Nó thừa sữa. Không à? Em có nặn đâu Yên. Nó cứ bú ở bên này thế, bôi này em bên này em để cái bát, mỗi thế thôi. Chứ em không nặn. Ấy quá à, sau này mình muốn để nữa chẳng có sữa đâu. Đứa đầu cũng nhiều như vậy đấy. Tao ngày xưa đứa đầu nó cũng nhiều. Nhưng mà thôi. Đến đứa thứ hai, thằng thứ hai khổ sở tí thôi. Đây thằng thứ hai đây. Mà quá trời sữa. Đứa đầu nó nhiều quá tao không uống, người ta hóng một bên. Đứa thứ hai à? Em này, đứa đầu của em lại còn là bà mẹ cứ bảo là mày uống đi thế được. Chứ sang đứa thứ hai để sợ không dám lấy luôn. Toàn thế là tháng đầu tiên đổ hết đi, xong bắt đầu tháng thứ hai mình bảo là tiếc quá đổ đi, sữa nội yêu nó đặc sệt như vậy mà đổ đi phí, thế là cứ gom mà đưa cho người ta đi. Xong người ta cho được đồng nào thì cho. Sữa mày tốt bởi vì sữa nó vàng. Nhỉ? Xong người ta cho được đồng nào thì cho nhỉ? Nhưng là đứa nó lại không có sữa nên khổ. Tao ngày xưa tao là đứa đầu nó thứ hai không có sữa, nó khổ đi chữa các kiểu. Cái nỗi mà phải hâm. Thì mấy cái đứa mà sáng ngày xin sữa là mất hoàn toàn luôn, nó không biết là do nguyên nhân gì, chắc hôm là hôm nay nó không mất hoàn toàn nữa. Đến nỗi mà ngán mà ăn được cháo luôn. Về đứa đi. Thôi, về đẻ đứa nữa đi. Nhưng mà nói chung là tâm nguyện là thích đẻ đứa nữa, nhưng mà thôi em đéo đẻ nó đâu, mệt lắm. Điểm mồ, ôi giời ơi, chị biết không? Ôi giời, con le lưng rồi. Khiếp chưa? Hả, hết cái gì? Có khiếp không? Chà, khiếp, vẻ chán lắm rồi. Điều này, mổ phanh ấy. Xong nó hai người, một người kéo bụng là ở dưới, một người kéo bụng ở trên để cho nó lôi đứa bé này. Con gà, con kinh ấy. Điều kinh lắm, y hệt như mình dạch, à quên không phải, mình lôi bụng con gà ra để mình moi lòng ấy, nhảy kinh. Đấy thì cái nhìn nó, cái bọn nó quay mổ, tôi nhìn nó rồi. Mà có thế thì mới có cho mày nuôi chứ nhỉ? Đẹp dai nhỉ? Đâu. Nó chỉ tia, nó cứ nó chỉ gây mê mỗi tủy sống thôi. Xong rồi nó cứ gại em chơi các gói, xong rồi nó nhai lại mấy lần cơ. Nó nhắc khéo, nó bảo là chưa thấy ai không chơi cái gói này. Gói tiêm đau cảm đau à? Nó cứ gạ mình. Cái này có tiêm không? Không, cả hai đứa đều không tiêm. Vì gan lì đấy. Gan lì lắm. Em nó bảo đây, nó gạ, nó nói khéo, nó bảo ẻo rồi chưa có ai mà vậy không là sau này là ngon xong rồi đau lưng này rồi. Xong rồi sau khi mình mổ xong nhá, này sau khi mình mổ xong nó lại nhai lại lần nữa, lại bảo là à cái chị này đây, cái chị này đây không tiêm về này đấy, nó nói vậy khác đéo, nó chỉ văn mình này nó cấu đây, nó đây cấu à, thế dừng lại đây, điền lắm rồi, điền lắm rồi, đẹp dai mà không cho bác về tí.